của con là sau khi mà học được nghề của chú rồi á là con trải nghiệm thử một cuốc xe ôm coi nó như thế nào. Thử coi. Thì con sẽ biết cái khó khăn của cái người chạy nghề xe ôm truyền thống như thế nào á. Dạ. Từ cái giá cả cho tới cái cách người ta cũng giống như vậy, ta không cần mình nữa con. Cái nghề thuộc mình làm tài xế đó. Dạ. Tức là mình sẽ không tiếp chuyện người ngồi đằng sau. Cái nguyên tắc mà con. Nó cũng có nghệ thuật chú hả? Con phải tập trung con. Dạ. Nhưng mà nếu con mà cứ để mà cái không gian lãng như vậy đó thì người ta sẽ không có cảm tình. Nhưng mà cái thời gian mà người ta đi từ đây chẳng hạn, nó biến xe miền Tây, nếu mà không có bên nào nói chuyện với bên nào á thì con cảm thấy cái đoạn đường nó dài lắm. Dài. Khi mà con đã nói chuyện với người ta đi vào câu chuyện rồi đó thì tức là con cảm thấy đoạn đường rất là ngắn. Tức là mọi lần mình đi sao dài thế mà xưa nay mình đi ngắn thế. À là phải có, cũng là làm đúng rồi con, cũng là máy lớn thì cũng giống như là chú đi nói chuyện với con á đó, chú phải đi thử cái này nè chứ con. Dạ. Chứ đâu phải khơi khơi đó thì con biết là nghệ thuật là chú đều nắm hết. Nhưng mà lý do tại sao chú không dưới được khách là nhiều cái lý do vừa rồi chú nói với con. Khách quan, nó có những cái lý do khách quan buộc mình phải như vậy thôi. Dạ. À, có chị. Con đi đến 160 Nguyễn Văn Thủ quận nhất ấy. 160 Nguyễn Văn Thủ quận nhất. Quận nhất nè. À. Thì bây giờ con đi về nè. À bây giờ đi ra tức là con đi ra thì nghe con quẹo trái ra Nguyễn Bình Khiêm. Rồi có con ra bờ kè đó con, ra bờ kè xuống có đường Nguyễn Văn Thủ. Ủa vậy giờ lấy nhiêu tiền chút? 30-40 cũng được. À vậy hả? Ừ. Ủa anh hay châu mười á? Dạ em mới vô nghề. Mới được sư phụ truyền nghề. Đưa các bạn qua đây. Chị có dám tin tưởng cho em chở chị thử không? Vậy con đi nha chú. Rồi con đi. Tại em mới ra nghề xe ôm cho nên là cũng chạy để làm cố gắng hài lòng khách hàng. Yên tâm, mới ra nghề xe ôm nhưng mà kinh nghiệm chạy xe của em cũng được mười mười mấy năm rồi. Đừng lo nghe. Chị tên gì? Chị Hạnh hả? Dạ, em tên Vàng. Đường này cho nó mát, tại đường này có nhiều cây xanh rồi ngay bờ sông nữa. Trải nghiệm của em với cái nghề Rustic Coffee. Bà chủ quán cà phê này hả? Trời ơi. À, 40 giờ rồi em cảm ơn chị. 40.000 đầu tiên trong đời bằng nghề hành nghề xe ôm. Bây giờ mình sẽ quay trở về với chú Hải, chạy một quãng đường cũng không có phải là xa lắm, khoảng tầm 3 cây số. 3 cây số 40.000 này là chị khách này là rất là dễ thương rồi, chắc là tại thấy mình đẹp trai á cho nên là trả giá cũng dễ thương. Chị này là chủ của cái quán cà phê này. Bây giờ mình sẽ quay về với chú Hải để xem trên đường về biết đâu bắt được một cuốc xe này sao. Bây giờ về thôi. Chị có đi xe ôm không? Chị gì đâu? À chị không đi xe ôm hả? Chị không đi xe ôm tại vì chị đi hai người lận, chắc là gia đình đang bắt xe xe buýt. Giờ phải kiếm khách nữa thôi. Vòng lên kiếm khách nữa. Dạ. Sao vậy chị? Dạ được. Đi 45A mà tỉnh chi, anh lên đi anh. Mạc Đỉnh Chi hả? Gần đây. Dạ được, dạ được. Bốn mươi lăm A là nhà người quen ở bên đó đúng không anh? Dạ. Đây 45A đây kìa. Đúng rồi. Dạ rồi. Ôi viên viên gì vậy? Dạ em là Dương Thanh Vàng. Anh có coi hài không? Nãy hôm qua đưa nó có đoán mãi. Đoán hả? Trời ơi cảm ơn anh. Dạ. Ôi anh cho bao nhiêu thì cho, em mới ra nghề em cũng không biết đâu. Mới ra nghề xe ôm. Anh nhưng mà ở đây có rồi. Ôi nhiều thế. Em thôi ở đây thôi. Thôi ớ thôi em lấy 20 thôi. Ai lên coi TV thấy em ha. À. Dạ. Dạ. Bye con nha. Em cảm ơn chị, em chào anh chị nha. Chào con. À, con được 3 cuốc. Trời hay vậy. Dạ. Để quá siêu còn gì nữa. Mới ra nghề mà được 3 cuốc rồi. Mới ra nghề mà được 3 cuốc là thành công đó. Sư phụ, con là chạy được 3 cuốc, con gửi lại cho sư phụ.
Đúng ra là nãy giờ tao nói là sắp theo tài là sư phụ phải chạy trước con, nhưng mà con nãy con cũng muốn thử trước cho nên là con gửi lại sư phụ 3 cuốc 90. Dạ là chú cảm ơn con nhiều nha. Dạ coi như sáng giờ mình ngồi nói chuyện con phải có duyên lắm rồi con mới chạy được là 90 ngàn hết chứ. Chứ ngày nào mà chú cũng chạy được như vậy là kể như là cũng tương đối là ấm lòng. Thế có bữa nào rảnh con chạy qua con phụ chú nữa. Được, tốt thôi. Dạ kính thưa quý vị, như vậy là Vàng vừa hoàn thành xong 3 cuốc xe của mình được 90 ngàn và bây giờ đang là 12 giờ trưa. Chú thường thường khoảng giờ này thì chú sẽ làm gì? Chú về nhà chuẩn bị cơm trưa đó con. Dạ là dạ. Nhà là cô sẽ nấu cơm rồi cô chú nấu lên cơm ăn trưa. Dạ. Có thể nào chú có cho con lên nhà ăn ké chú bữa nay được không? Cái đó tốt có gì đâu, sao đâu con. Dạ nhưng mà quan trọng là con có kén ăn hay không. Không trời ơi, con là ăn cả thế giới. Rồi mình đi ha chú ha. Rồi đi lên con.